Trước khi thì Toàn giới thiệu cái con máy cưa đã qua sử dụng thì Toàn xin giới thiệu cho với mọi người, đó là cái cửa hàng của Toàn thì đang ở Vụ Bổn, Cờ Đông Bách, Đắk Lắk các mọi người. Địa chỉ của cửa hàng là đang ở Vụ Bổn, Cờ Đông Bách, Đắk Lắk và chuyên kinh doanh những dòng máy cưa, máy cắt cỏ. Thì anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ Toàn nhé. Đây là máy cưa 250 và những dòng cắt cỏ cưa lớn thì Toàn để phía trong. Thì trên đây là một cái chiếc máy cưa đã qua sử dụng, thì Toàn sẽ khui chiếc máy cưa này ra. Thì mời mọi người cùng xem. Đây là chiếc máy cưa 250 của một anh, thì anh đang có nhu cầu đổi máy. Toàn cũng chưa biết là bên trong là cái máy nó tình trạng nó làm sao. Thì Toàn sẽ khui ra cho mọi người cùng xem. Đây là chiếc máy mà hy vọng là nó sẽ đẹp. Thì mình rất thích là làm những cái máy đẹp để gửi đến cho anh em khách hàng đã quan tâm theo dõi kênh của Toàn. Thì trong tất cả những cái video thì Toàn thường hay để lại cái thông tin của cửa hàng và những cái số điện thoại, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp. Ở đây là một chiếc máy cưa Estin MS250 sản xuất năm 2021. Thì hiện tại thì máy đầy đủ chi tiết này. Cái này nó cũng bị rách rồi. Đây, nhìn liếc qua thì mình thấy là cái chỗ này nó bị rách một chút xíu ở đây. Đó. Chiếc máy này chỉnh xăng ra mà cạy luôn cả cái phần này ra luôn. Rồi cài nó chưa có đúng chỗ này. Đến lúc mà anh em chỉnh lại nó rất là nó chật ra, nó rất là khó chỉnh nha. Rồi, máy nắp xăng rin, nắp nhớt rin. Đó. Chiếc máy này tương đối nhá, tương đối đẹp. Mặt lốc còn quá đẹp luôn anh em, đẹp lắm. Bô chưa có bị mục này. Bô chưa mục, hơi hám nha, xem như thế nào nhé. À chà, hơi căng nha. Đó rồi cha, đây ốc này là ốc lô và cái này chắc chắn là Toàn sẽ phải thay rồi anh em. Không ai dùng Estin mà lại đi dùng con ốc này hết, bỏ đi. Ốc rin Toàn nhiều lắm. Rồi, con máy này thì hiện tại chân ốc anh em nhé, đang có sự phán đoán nghi ngờ nhé. Nhìn đây mình thấy cái chân ốc này có vẻ như là người ta vặn tuôn hay sao ấy. Mình cái này mình sẽ kiểm tra lại. À không phải anh em, không phải tuôn. Xin lỗi nha, không phải tuôn. Đó, vẫn là chuông trái khế này. Đó, vẫn là chuông trái khế rin. Máy đẹp quá. Phần bên trong này không có bị xích cắn. Đẹp quá anh em ạ. Đây mình thấy cái dấu này mình tưởng đâu là người ta vặn tuôn chân nhưng mà không phải. Rồi. Còn anh em nào đang sử dụng, nếu như mà cái máy 250 của anh em á mà nó bị tuôn chân thì cái khắc phục rất là đơn giản thôi nha, rất là đơn giản. Về cái chân của 250 này thì chân rin của mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Cái chân rin của 250 thì hiện tại cái chân của nó đang là 8 ly và Toàn có thêm một cái dòng chân như thế này 9 ly và 10 ly và 11 ly. Đây. Đây là những cái bộ dụng cụ đóng sơ mi chân chân ren buji này. Đó, chân ren buji ngày hôm nay thì Toàn gửi đi khá là nhiều cho anh em. Đó, hàng về cái là Toàn sẽ soạn gửi đi. Và đây, chân ốc này là chân ốc của 250. 250 này, 50 cái, 10 ly và chân ốc của 250, 50 cái, 11 ly nhá. Thì anh em có những cái này anh em vặn trực tiếp vào luôn, không phải đóng sơ mi, không phải taro, không phải gì hết. Cái chân này nó tự nó tiện và nó đưa vào luôn. Còn đây là những cái dụng cụ siết sơ mi vào bên trong cái lỗ buji, khi mà anh em lỡ tay mà có vặn trờn cái chân buji á thì anh em sẽ sử dụng những cái bộ như này. Combo đó là một mũi khoan, hai mũi taro, một bộ siết và anh em lấy thêm bao nhiêu cái sơ mi này thì Toàn sẽ gửi cùng. Đó. Đây là toàn những cái đồ này là làm là chuẩn đét luôn anh em nhé, làm rất là chuẩn luôn, vào rất là ok luôn. Rồi. Thì bây giờ Toàn sẽ nổ chiếc máy này lên.
nhưng mà trước tiên là phải nắp cái này vào cái đã chứ không nó sẽ văng. Đó. Ở chiếc máy này cái lốc này thì cũng còn đẹp nha, còn này đẹp. Đó. Quay rõ chi tiết. Ở chiếc này mà rửa lên là đẹp long lanh luôn anh ạ. Chuẩn luôn đấy. Lấy cái kìm. Rồi. Xem xăng lại xem nào. Còn xăng rồi anh em. Còn xăng chỉ cần buji có đánh lửa vậy là xong. Rồi ok. Rồi. À, cái này là chỉnh xăng nó hơi bị sai một chút. Đó, nhưng mà vẫn nổ bình thường nhá. Buri sao lỏng thế này. Xem buri có bị tuôn chân không nào. À, tất cả những cái máy ôi trời buri mà gõ cúp đầu này nha. Buri gõ cúp đầu mà nó trắng như thế này thì làm sao mà chạy được. Chỉnh như này nó đang thiếu xăng rồi. Rồi, một tay sửa máy bằng một tay. Đó. Rồi, cậy hở buji ra. À, nếu mà anh em sửa máy mà nó không nổ á, thì anh em cứ để cạnh cái búa này. Để cái búa bên cạnh này là máy nó sẽ nổ đấy nha. Nó sẽ nổ. Siết. À, và dùng cái máy này rất là tiện nhé. Chỉnh được rất là nhiều cấp độ và chỉnh lực các thứ. Sao thế em? Rơi bánh à? Ơi, thằng em quay vịt rơi mất bánh. Rồi, bây giờ là nó đây. Hả? Ok em, anh làm xong cái này anh hàn cho. Lại phải giúp thằng em hàn cái chân ấy rồi. Rồi, chỉnh một chút xíu ra này. Chỉnh cái này maximum ra luôn này. Rồi, đóng lại nha. Thì thầm luôn anh em. Đó. Thì thầm luôn. Có gì đâu. Rất là đơn giản. Ông anh này ông dùng nhớt sạch quá này. Nhớt mới luôn anh em. Rồi ok. Đó là chi tiết của chiếc máy 250 và số series của máy này. Anh em lưu ý nhé. 798212. Đó, rất là đẹp. Máy nổ thi thầm luôn anh em ạ. Và anh em nào có nhu cầu sử dụng chiếc máy này thì liên hệ toàn nhé. Đầu máy hoặc là lấy thêm nam xích thì anh em có thể lựa chọn. Lọc gió này thủng thì Toàn sẽ thay cái lọc gió khác và tạm thời thì Toàn cứ để ở đây. Đó. Ốc lam này, ốc lam nó đang gắn là cái ốc lam loại này thì Toàn sẽ thay luôn, thay ốc lam rin vào nha. Không ai dùng cái ốc lam này gắn trên cái này hết, nó mất giá trị của cái máy đi. Rin là rin nhá. Mua hàng bên Toàn thì
Rồi, rất là ok luôn. Anh em nào có nhu cầu sử dụng chiếc máy này thì liên hệ với số điện thoại để dưới phần tiêu đề nhé, 0947207718 hoặc là 0941797478 nha nhé. Bây giờ thì xử lý cái máy, cái lò quay cho anh em một chút. Rồi, chào mọi người.